Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này thì Biển Xanh lại tiếp tục có mặt trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, cách bến xe An Sương là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì Biển Xanh xin chia sẻ giới thiệu đến anh chị một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm ngay ở khu vực cổng số 1, cổng chính và liền kề bên cạnh là hồ sinh thái, rộng 23 hectare anh chị nhé. Vị trí bất động sản ngày hôm nay rất là tiện lợi để anh chị mình có thể mua để ở, để dành, hoặc là chúng ta có thể là đầu tư sinh lời cũng như là xây văn phòng cho thuê. Và em đang chạy đây chính là con đường trục chính TC1 hướng đi ra tỉnh lộ 9 anh chị nhé. Lô đất ngày hôm nay là một lô hướng Bắc, có diện tích là ngang 5, dài 20, tổng diện tích là 100m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, nằm ngay ở khu vực cổng số 1. Bên cạnh thì có hồ sinh thái, cho nên rất là mát mẻ. Và lô đất ngày hôm nay có giá là 2 tỷ 180 triệu, giá bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa anh chị nhé. Ngang 5 dài 20 là đã trừ vỉa hè rồi. Vỉa hè rộng 2,5m, lòng đường nhựa 7m. Ở đây thì ngay khu vực cổng chính cho nên khá là thuận lợi cho anh chị mình có thể buôn bán kinh doanh sau này. Ngang là 5m và dài đụng xuống bức tường phía sau là 20m, tổng là 100m². Đất thổ cư 100%, sử dụng lâu dài vĩnh viễn anh chị nhé. Sổ hồng riêng có sẵn. Ngay bên cạnh liền kề đây chính là hồ sinh thái rộng 23 hectare cho nên là gió đưa hơi nước lên cực kỳ là mát mẻ. Và bên cạnh thì người ta có đang kinh doanh quán cà phê. Và trước mặt chúng ta chính là cổng chính, cổng số 1, hướng chạy thẳng ra tỉnh lộ 9 luôn. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và lô đất ngày hôm nay của chúng ta thì không bị lỗi phong thủy, rất là đẹp, sáng sủa anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến lô đất giá rẻ, vị trí để an cư lập nghiệp cũng như để dành hoặc là để đầu tư sinh lời này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số hotline 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Ở đây thì anh chị mình sử dụng là nước máy và có sẵn điện luôn anh chị nhé. Xây dựng là xây tự do. Và đây chính là thời điểm vàng, giai đoạn vàng để anh chị mình đi tìm và mua những cái vị trí bất động sản đẹp để chúng ta để dành cũng như đầu tư sinh lời hoặc là có nhu cầu xây nhà ở thật anh chị nhé. Và khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này, chúng ta di chuyển vào trung tâm Sài Gòn thì nó cũng không quá xa. Và bao bọc xung quanh khu vực huyện Đức Hòa này thì có rất nhiều các cụm và khu công nghiệp đang hoạt động. Chính vì thế mà nhiều anh chị về đây sinh sống, chúng ta xin việc làm cũng rất là dễ dàng. Và bây giờ là thời điểm cuối năm gần Tết rồi, cũng nhiều anh chị cần tiền để đáo hạn ngân hàng cũng như là cần tiền để xoay kinh doanh công việc khác. Chính vì thế mà bán ra với những cái vị trí bất động sản, vị trí đẹp, giá hời để chúng ta có thể mua để dành và đầu tư sinh lời anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.